Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác tổng kết nhiệm kỳ và kiện toàn một số chức danh trong bộ máy nhà nước. Về công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã tập trung ban hành 72 luật, hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa đưa hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống. Công tác giám sát của Quốc hội được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực hiệu quả. Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thông qua. Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, trong nhiệm kỳ chính phủ luôn chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của đảng sự giám sát của quốc hội nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm trước nhân dân và đất nước thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp pháp luật chủ động linh hoạt sáng tạo quyết liệt trong quản lý điều hành các lĩnh vực vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm vừa xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn về việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri sẽ được bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 đến hết ngày 13 tháng 4 ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các xã phường thị trấn phối hợp cùng ủy ban nhân dân cung cấp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ở bản tiểu khu tổ dân phố có người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thường xuyên cư trú trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại bản tiểu khu tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống Tại hội nghị ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng đã giải đáp một số ý kiến thắc mắc của ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, thị xã thành phố tại các điểm cầu về thẩm quyền triệu tập, chủ trì hội nghị, thành phần tham gia hội nghị cử tri và việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử là sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang sinh sống trong doanh trại đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được huyện Bảo Thắng thực hiện khẩn trương chặt chẽ. Kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 huyện Bảo Thắng được bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 341 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đến nay Địa phương này tổ chức xong hai vòng hiệp thương thỏa thuận, thống nhất giới thiệu được 88 đại biểu ứng cử hội đồng nhân dân cấp huyện và 775 đại biểu ứng cử hội đồng nhân dân cấp xã để tiếp tục vào hiệp thương lần 3. Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng đã gửi danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử về nơi cư trú để lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội đồng Nhân dân huyện Simacai và Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Thắng đã tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Tại huyện Simacai, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân huyện luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, đảm bảo chất lượng ban hành nghị quyết, các kỳ họp tiếp xúc cử tri, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Hoạt động thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân được thực hiện đúng quy trình quy định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức tiếp xúc cử tri được 216 buổi với 14.500 cử tri tham gia, trong đó có 772 ý kiến kiến nghị. Tại kỳ họp tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Bảo Thắng, các đại biểu đã được nghe các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng. Điển hình trong đó là các đồ án quy hoạch như quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Phú Long, thị trấn Phố Lu, khu đô thị sinh thái bờ tả sông Hồng, xã Thái Niên, khu dân cư thôn Tân Hồ, xã Phú Nhuận và một số quy hoạch tờ trình khác. Đến đây bản tin quốc hội của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.